Nhà sư 78 tuổi bán tài sản của tổ tiên để xây đường cho dân làng, phiên bản hiện đại của Ngu Công Rời Núi. Mặc dù năm nay đã 78 tuổi, nhưng trong tâm hồn của vị lão sư này chắc chắn tràn đầy lòng từ bi và sức mạnh. Ông đã bán tài sản gia đình, dùng hết tiền tiết kiệm cả đời để cùng hai công nhân xây dựng một con đường dài hơn 30 km. Đây có thể được xem là phiên bản hiện đại của câu chuyện Ngu Công Rời Núi. Con đường này đã mang lại sự thay đổi to lớn cho cuộc sống của dân làng Giang Kha, đến nỗi người dân ở đây đã gọi ông là Phật sống. Trước đây, không ai trong làng có thể tưởng tượng ngày nào đó sẽ có một nhà sư đến xây dựng cho họ một con đường như vậy. Đây thực sự là một giấc mơ. Nhưng vị lão sư đã nói, có thể có người cười nhạo tôi, nhưng tôi thực sự không quan tâm. Tôi chỉ tiếp tục công việc của mình. Có lẽ trong kiếp trước, tôi đã mượn họ cái gì đó mà không thể trả lại. Vậy nên con đường này chính là cách tôi trả ơn. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Nhà sư này tên là Chung Cho Nobu, sinh năm 1949 tại Jankar. Jankar có 3 thung lũng là Stot, Shem và Lungnak. Hai thung lũng kia đều có đường bộ kết nối, chỉ có Lungnak là bị cô lập với thế giới bên ngoài. Đối với một người đã dành cả đời để truyền bá thông điệp của Phật giáo, việc chứng kiến sự vất vả của người dân khi phải đi bộ 3-4 ngày để mua hàng hóa thiết yếu là điều mà ông không thể chịu đựng được. Vậy nên từ lâu, ước mơ của ông là xây dựng những con đường cho ngôi làng này. Năm 2014, để thực hiện ước mơ của mình, ông Chung Cho Nobu quyết định bán đi mảnh đất mà tổ tiên đã để lại. Tuy nhiên, để tìm được người mua ở khu vực hẻo lánh như vậy là điều không hề dễ dàng. Ông đã đặt hy vọng vào ngôi đền được xem là giàu có nhất của làng Jankar. Cảm động trước sự chính trực của ông, vị trụ trì đã mua lại mảnh đất với giá cao. Cầm hàng triệu ruby trong tay, ông Chung Cho Nobu đi bộ suốt 4 ngày để đến thị trấn để mua một chiếc máy xúc cũ kỹ và thuê hai tài xế. Hai tài xế lái máy xúc đi phía trước, còn ông thì cưỡi ngựa theo sau, bắt đầu hành trình trở về. Cả ngựa và máy xúc đều phải chậm chạp di chuyển trên cùng một con đường mòn nhỏ. Điều này càng khiến ông nhận ra sự quan trọng của đường xá. Trên đường về, ông Chung Cho gặp một cuộc đua xe đạp, trong đó có một người tham gia đặc biệt. Người này không phải là vận động viên thông thường, mà là một vị cao tăng địa phương rất được mọi người kính trọng. Để nhận được phúc lành, ông đã tạm gác lại hành trình của mình để chờ vị cao tăng xuất hiện trong đám đông với mong muốn nhận được lời chúc phúc từ ngài trước khi chính thức bắt đầu công việc. Ông Chung Cho treo cờ cầu nguyện để khi gió thổi qua thì những nguyện cầu của ông sẽ lan tỏa đến trời cao và tất cả mọi người trên đường đi. Ước mơ của ông sẽ trở thành hiện thực. Điểm xuất phát của ông bắt đầu từ đây và kéo dài 38 km cho đến khi đến được điểm đầu tiên, đó là làng Kha. Trước đây, không có phương tiện nào có thể đến được làng Kha vì thời tiết ở đây rất bất thường. Ngay từ ngày đầu tiên bắt tay vào công việc, ông đã gặp phải mưa đá, nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C. Nhưng ông không vì vậy mà dừng lại. Miễn là thời tiết cho phép, ông Chung Cho sẽ yêu cầu hai tài xế làm việc liên tục 24 giờ xen kẽ nhau và tự mình chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị bữa ăn hàng ngày cho họ. Trong thời gian nghỉ ngơi, ông sẽ thành tâm tụng kinh cầu nguyện. Mặc dù không phải là kỹ sư xây dựng, nhưng ông Chung Cho lại là chủ nhiệm của dự án, đảm nhận tất cả các nhiệm vụ ngoại trừ việc lái xe. Ông ấy nói rằng, trong suốt cuộc đời, tôi đã làm rất nhiều việc. Tôi từng là thợ may, người chăn nuôi gia súc và cả tiểu phu. Không có công việc nào tôi không biết làm. Nhưng việc tu sửa đường là điều tôi chưa từng học. Tôi chưa bao giờ làm việc trong lĩnh vực này. Vậy nên có lẽ ý tưởng này đã đến từ tiền kiếp. Khi chỉ đạo hai tài xế, ông Chung Cho rất tỉ mỉ, cẩn thận, giải thích chi tiết yêu cầu của mình về độ cao và độ rộng của mặt đường. Ông luôn ở bên cạnh để đảm bảo phát hiện và giải quyết vấn đề kịp thời. Đôi khi ông sẽ nhắc nhở tài xế vì công trình sửa đường không tốt, nhưng sau đó ông sẽ nói những lời động viên để khích lệ họ. Khi gặp phải đoạn đường nguy hiểm, cả hai tài xế đều cảm thấy nản lòng, nhưng ông Chung Cho đã sử dụng lòng từ bi, sự khôn khéo của mình để truyền cảm hứng và quyết tâm giúp họ vượt qua nỗi sợ hãi. Ngay cả vào ban đêm, họ cũng không ngừng làm việc, tranh thủ từng giây phút, vì một khi mùa đông đến,
công việc cũng không thể tiếp tục. Thực tế thì trong một năm, họ chỉ có 4 hoặc 5 tháng để làm việc. Vì làm việc liên tục ngày đêm, ông Trung Châu thường mệt đến mức phải nằm ngay trên mặt đất để nghỉ ngơi. Cứ như vậy 2 năm đã trôi qua, họ chỉ mới xây dựng được 20 km. Còn 18 km nữa mới có thể hoàn thành được mục tiêu. Nhưng không chướng ngại vật nào có thể ngăn cản ý chí của vị lão sư này. Những đoạn đường được xây dựng xong, bắt đầu có người sử dụng đầu tiên. Đó chính là những người lớn đang đưa trẻ em đến trường với tấm lòng biết ơn tràn đầy. Sự cố kỹ thuật máy móc là khó khăn thường gặp trong công việc. Và lần này, đến phiên nhiên liệu bị tắc nghẽn. Không có lựa chọn nào khác, ông chỉ có thể để 2 tài xế quay trở lại thị trấn để đổi linh kiện. Mỗi lần đi như vậy sẽ mất 3 đến 4 ngày và sau đó 2 tài xế sẽ quay trở lại để tiếp tục công việc. Tiếp theo, họ phải vượt qua đoạn dốc cuối cùng ở độ cao 5.000 mét. Dưới sự ảnh hưởng của ông Trung Châu, 2 tài xế trở nên chăm chỉ hơn. Họ nói, chúng tôi rất sợ nguy hiểm, đặc biệt là những nguy hiểm không thể dự đoán trước. Nhưng bạn không thể luôn nghĩ về điều đó. Nếu chúng ta cứ nghĩ như vậy thì sẽ không thể làm việc. Nếu mỗi người đều sợ hãi thì ai sẽ xây dựng con đường này? Cho đến năm 2017, khi những trẻ em có thể ngồi xem họ xây dựng con đường trước pháp Phật thì dự án đã kết thúc. Ông Trung Châu với khuôn mặt phủ đầy bụi bặm nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Sau 3 năm lao động, công việc của họ cuối cùng cũng hoàn thành. Người dân trong làng đưa con cái đến chào đón, trao cho họ chiếc khăn kata màu trắng, bày tỏ sự tri ân, tôn kính. Bởi đối với dân làng, ông Trung Châu và 2 tài xế đã trở thành những vị anh hùng. Với con đường này, một chuyến đi phải mất 3 ngày trước đây, bây giờ chỉ cần 1 ngày. Ô tô và xe tải cũng dần thay thế ngựa. Người dân không phải đi bộ để bế con đến trường nữa. Hiện tại ngôi làng đã có điện và trường học của riêng mình. Tuy nhiên cũng có người dân bày tỏ lo lắng rằng con đường này có thể gây ô nhiễm môi trường, mang lại bệnh tật và thậm chí là trộm cắp. Ông Trung Châu tin rằng mình đã thắp nên một niềm tin hy vọng lớn lao. Sau khi hoàn thành công việc, ông quay trở lại tu viện của mình và tiếp tục cầu nguyện cho mọi sự trên thế gian. Vị lão sư chân chính này đã nói, không có công việc nào là không thể. Điều đó phụ thuộc vào việc bạn quyết định trở thành ai. Khi yêu thương người khác và nhiệt tình giúp đỡ họ, bạn phải biết cách làm điều đó. Sau đó phải can đảm và kiên nhẫn thực hiện. Khi bạn có tất cả những yếu tố trên thì sẽ có thể làm được mọi thứ. Không lâu sau đó, ông Trung Châu đã chọn rời khỏi tu viện bởi sứ mệnh và trách nhiệm của ông vẫn chưa kết thúc. Nhiều ngôi làng vẫn chưa có được con đường thực sự. Trong những năm tới đây, ông ấy sẽ tiếp tục hành trình mở rộng những con đường của mình. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, những sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.